Bình mời rừng cầu y nằm hạ, cả đàn bơi vô địch sổ y
Arani, Khoa Nhâm, Kinh Mời, Như Dương, Khoa Nhâm, Ở Trê, Ô Mơ Lâm, Lâm, Chích Năng, Kinh Kè, Văn Tâm, Nhi, Maria, A Măng Cho, Nhật Nhi, Ô Mơ Phúc, Ha Sa, Ru, 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 từ đất ta được khắp cơ của Chúa qua những người có năng lực nhất là các thánh phụ đạo nhân anh chị kinh tổ sa ở bình của mình bơ khắp cơ của Chúa mẹ ta do cơ tâm khắp chi mong qua nhân đề do cô khắp chi cây mong qua nhân đề thân thơ qua nhân đề nhớ lời buồn khắp dung bù thấu qua nhân đề cơ do đất qua nhân đề nhớ rằng khắp mong tất cả này, phát qua yên đề khắp, phát năng lên tâm linh ta. Qua yên đề linh lên, anh ai yêu và nông xa cho rê bày lập lần năng. Chẳng có tình ta giúp cho mong dù. Phát năng quỷ này, vô dơ ố mong ta khắp lên với qua yên đề. Giờ đất dù khắp lên với ta, thăng ít là người rê, chiếm cái tâm của ra bây giờ. Ta lên sọc xa ta, ơ tôi yên kèm thật, từ đất qua yên đề khắp lết cơ ta quỳ từ, ta không bắt khắp cơ được rõ mừng. Qua yên đề, các cung khó nơi cung cố, từ đất ta bắt khắp cơ được rõ, qua yên đề đó mừng ta, thăng ra chung khắp chỉ giống biến mừng ta, mừng ta lên đề bà thầu, ta đó thăng chung thăng chung mừng ta, như bê lết gió, như cơ ta, bơ gắn mười, cơ mươi cụ lên, thân cơ mươi ngăn cầu. Âm à mươi thân chân nặng đây chính phố và tập bạch vật tập nặng. Lên âm ông và bạch, diễn xuống qua yếu mũ nam và yên về. Qua yên ở đây đâu bằng cổ đường, thăng cổ lúc âm ông qua yên về. Thăng tà, ta khó thăng tà vượt lên cơ bạc khắc qua yên về. Không ở bằng tìm tà, qua yên ở đây yếu bạc khắc, lên đâu âm ông bạc khắc. Ô lưng đô tâm qua yên về, tâm qua yên về đô tâm cổ đường, ân ôn nhân qua yên về nhà. Ơ qua về, và to về và to chung cho lân kinh và tà ra. Nhưng xa nhau là tâm, quy ngại thì ta như vô thật gái. Nhà tôi đem đi dưỡng, đã biết ra cho con quyền sẻ đi. Anh đang nuôi cô trông, ở tay cô không muốn tôi lên trình bà ta. Cô bà tốt nhầm đi ở băng bà ràng xòa cô. Kèm cơ mai sau bố mạng đi. Bà bố vừa đi cơ đi, ơ qua về. Bà to mê cơ cô trông tôi lên trình bà ta. Thăng băng văn thì lắc đầu, cầu nguyện lên đất tổ lên băng văn đến cô lục sinh, băng chỉ là đi đường cùng, cầu hôm hai ba năm và biết tổ lên vận động xa hà. Thank you.
Không biết chúng ta có nhớ một bộ phim nổi tiếng là Người giàu cũng khóc không ta? Có coi chưa? Người giàu cũng khóc. Chắc coi rồi á. Người giàu cũng khóc. Với cái tự tin đó thì chúng ta thấy nó nói lên vấn đề của cuộc đời. Giàu chưa chắc là hạnh phúc, để rồi giàu cũng khóc. Và có một người kia nghĩ rằng nếu mà mình học thật giỏi thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi anh ta đi học, anh ta càng học thì lại càng thấy chẳng là gì cả so với kiến thức trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy hóa ra tiền bạc hay là tri thức nó không có làm thỏa mãn được cái hạnh phúc, cái ước mơ của con người. Và thậm chí nói thêm một tí nữa là nếu như con người ta thỏa mãn cả cái dục vọng của người ta, cả về thể xác, người ta cũng không hạnh phúc. Và bằng chứng cho chúng ta ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta quỳ lễ một khuôn mặt rất đẹp. Một khuôn mặt rất đẹp này xem ra rất xấu. Nếu mà chúng ta đọc lại tiểu sử cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta sẽ cảm thấy nó ê chề lắm. Một con người nông cuồng, một con người đi theo bè phái để mà chống lại đạo. Và ông Augustino cứ nghĩ rằng là mình giỏi và mình tài hoa để mà mình đam mê và lục lạc trong cái ước mơ của cuộc đời. Ngày hôm qua chúng ta mừng lễ bà Thánh Monica của bạn, các bà mẹ Công giáo. Chắc chúng ta còn nhớ đến khuôn mặt của bà. Một người mẹ khóc hết nước mắt vì chồng, hết nước mắt vì con. Nhưng mà nhờ đời sống cầu nguyện và lòng ghi nhận thì ông Augustino đã trở về với Chúa. Và năm 17 tuổi, cha của ông Augustino qua đời. Thế là mẹ lại càng sâu trong một lạc của đam mê xuất hiện, đam mê của trần gian. Nhưng mà rồi cuối cùng, nhờ lời của Thánh Ambrosio, được lời lại cả vật thế gian, mất linh hồn, được cái gì. Và từ đó
ông Augustino đã hoán cải cuộc đời của mình và đã chịu phép rửa tội, và sau đó là một con người sống tốt đến độ được làm thánh. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Augustino, hình như đâu đó cũng có khuôn mặt của mỗi người chúng ta. Bởi vì mỗi người chúng ta trong cái thân phận là người, ai cũng vậy, xin lỗi, kể cả nhà tôi cũng bị cám dỗ của đồng tiền, của dục vọng, của quyền lực. Ai cũng gọi là mang chặt là thượng tọa. Ở bên Phật pháp người ta hay đặt tên là thượng tọa thích quảng đức hay là thượng tọa gì đó, em hay chặt gọi là thượng tọa thích đủ thứ. Cái gì thích? Thích tiền, thích quyền, thích dục, thích danh vọng, thích người ta đề cao mình, thích người ta tôn vinh mình. Và đặc biệt ngày hôm nay trên cái mạng xã hội ảo á, ai mà làm sầy làm cái kiểu sầm sạc sầm xí là mọi người buông theo. Một cái trang mạng mà muốn nổi tiếng á, thì đăng nhiều bài viết và hay và có chất lượng. Và ngược lại, một cái trang mạng nào đó mà muốn nổi tiếng á, là đăng bán chỉ là bệnh mạng. Mà khổ một cái là ngày hôm nay người ta thích coi ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ hơn là coi ba cái chuyện đàng hoàng. Hay là trên Facebook đó, trang nào mà tầm bậy tầm bạ là nhiều người biết lắm, đăng những cái video hiện gần á thì càng biết, người ta phải tò mò. Mấy ngày nay nó đã bớt rồi, chứ cái phần trước đó là có một vài trang là cái đăng trước tiên của giáo hội là đức cha này sẽ về địa phận kia, đức cha kia về đó. Và họ dùng cái Facebook đó để họ đặt ống tên tuổi mình theo cái kiểu rẻ tiền. Thực sự ra nó có cái gì để coi hết á, nhưng mà nhiều người quái coi và bắt đầu share rồi like. Mà xin lỗi, người ta không biết người ta share cái gì, người ta like cái gì. Ở trên mạng Facebook đó, mấy ai share lời Chúa, mấy ai chia sẻ lời Chúa và những lời tốt để cho người khác đọc, toàn là xe máy gì đâu đâu. Cách đây tháng có con nhỏ nào đó đó như nó cho con bú, vậy mà nỡ lòng nào cũng đem lên mạng viết một bài là cái cô người mẫu đó cho con bú. Mà đọc cái tự mà mang cảm thấy nó xấu hổ, tức là hết cái để mà gọi là lăng lên đi đăng ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Rồi cái chuyện này, cái cô A này đến cái chồng B, cái ông chồng B này đến người vợ C này, người đó là ba bốn vợ đại gia người đô la gì đó, không biết là lấy vợ tới vợ thứ mấy rồi. Vậy mà bán chi tung hô lên để mà gì, khiến cái người xem mà ở đời nó buồn cười. Cái chuyện cần xem thì lại không xem, thích đi xem bằng cái bài bản. Đơn giản nhất là cái chuyện cần nhất của người Kitô hữu chúng ta là tham dự thánh lễ, là đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa. Nhưng mà thử hỏi mấy ai thích đến nhà thờ và mấy ai thích nghe lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa? Xin lỗi chứ lâu lâu anh ta giảng hơi dài chút xíu là ngồi dưới cạnh ra hoặc là ngủ. Anh ta giảng không có dài, dài lắm là chừng 12 phút đổ lại, tại vì anh ta không có chữ nhiều, không có nhiều chữ đâu. Nhưng mà người ta vấn đề là người ta không nghe lời Chúa và người ta không đón nhận Chúa, rồi cuối cùng người ta xa Chúa. Và ngày hôm nay một lần nữa một cái cơ hội để chúng ta nhìn lên khuôn mặt Thánh Augustino, một con người nói thẳng là ăn chơi chắc đàng, một con người phải nói là tội lỗi vô cùng. Nhưng mà khi bắt gặp được tình thương của Chúa, Augustino đã hoán cải cuộc đời. Và qua khuôn mặt của Augustino, chúng ta lại có quyền và chúng ta hy vọng cũng như chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Dù chúng ta có tội lỗi trở nào đi chăng nữa, chúng ta có ham tiền, chúng ta có ham danh, chúng ta có ham dục, chúng ta có kiêu ngạo như Thánh Augustino, nhưng mà nếu như chúng ta biết hoán cải cuộc đời của mình như Thánh Augustino thì chúng ta sẽ được làm thánh. Và câu nói để đời của Thánh Augustino mà chúng ta nhớ đó là: lạy Chúa, linh hồn con khắc khoải cho đến khi nào con được an nghỉ trong Chúa.
Ama mời gọi mọi người cũng như chính Ama, hãy suy nghĩ cái lời ấy để luôn luôn mình nhắm đến cái mục đích cuộc đời của mình, đó là nước trời, đó là ở cái thế giới bên kia là vương quốc của Thiên Chúa. Chứ cái cuộc đời này thật ra nó chỉ là quảng tàu mà thôi. Ngày hôm qua ở dòng bên thánh giá Thủ Thiên, thánh lễ an táng cho một nữ tu, bà bằng bảy cái tên bà rất là dễ thương, bà bảy xưa 90 tuổi, ba nhiệm kỳ làm giám tử trong cái hội dòng bên thánh giá Thủ Thiên, đám tang cuối cùng chỉ có con cháu và các sơ thân. Tất cả những người mà ngày xưa mà bà giúp đỡ, người mà bà ngày xưa thương yêu nâng đỡ, không có ai đến. Qua những thánh lễ như thế, ta mang lại cảm thấy chạy lòng. Cuộc đời của mình, con người nó bạc bẽo lắm. Người ta tôn ngôn mình một lúc nào đó khi mình còn chức, còn quyền, còn sức khỏe mà thôi. Còn một lúc nào đó, ta mang về tới nhà chồng ngồi trên xe lăn, nằm trên giường bệnh, không ai nhớ đến. Nói như thế, để mình nhớ đến mục đích của cuộc đời mình, đó là những ngày dài chưa tuổi tác, những ngày nằm trên giường bệnh và cái ngày chết của mình. Người ta đến, cùng lắm người ta thắp cho mình bài nén hương mà thôi. Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được cái gì. Vấn đề lớn của chúng ta đó là chúng ta có được cứu độ hay là cứu mất. Chúng ta có một chỗ trong nhà của Thiên Chúa hay là chúng ta mất đi. Giống như Thánh Augustino nói và Augustino đã nghe được lời lại cả và thế gian lộ vốn mất linh hồn thì được biết gì. Xem ra thì nó lý thuyết nhưng mà nó rất thật trong cuộc đời của chúng ta. Nhà lầu, xe hơi, biệt thự, bằng cấp, khi mình nhắm mắt mình không mang theo được cái gì hết. Mình chỉ mang theo được cái thân phận con người tội lỗi và yếu đuối của mình. Và mình phải ra trước mặt Chúa để mình trình diện với con người của mình. Và mình lại xin Chúa thương xót với mình. Thì nói tới đây, mai nhớ tới cái bài hát rất là hay mà người ta hay hát trong các lễ đăng tang đó. Thân cho buổi này, tay Chúa đang xin qua bao tháng ngày lãng quên ân tình. Lạy Chúa, giờ đây con chỉ có tâm linh hồn này vương bụi đời nên đắng cay, tha thiết khả năng tội tình vững tin ngài sẽ hồi sinh. Thân phận chúng ta mãi mãi là thân phận yếu đuối, là thân phận của bụi tro, là thân phận của tội lỗi. Và chúng ta nhìn lên khuôn mặt của Thánh Augustino, chúng ta hãy cố gắng đứng lên. Con người ai cũng té, mấy đứa bay nó chạy nhảy nó té, nhưng mà chuyện quan trọng là biết đứng lên. Và chúng ta cũng biết đứng lên mỗi khi chúng ta té ngã, bởi vì Chúa mãi mãi là một người cha giàu lòng thương xót. Chúa mãi mãi yêu thương chúng ta. Nhưng mà chuyện quan trọng rằng là chúng ta có đứng dậy để chúng ta đổi mới cuộc đời hay không. Thì dạ, chuyện để nói tới đây lại nhớ cái hình ảnh rất là dễ thương. Bây giờ thì như người ta không có bán cái con đó nữa. Hồi bé bé ta mà nhớ lúc 90 tuổi á, nó có bán cái con lạc đà ở bên Liên Xô đó. Nó giống như con búp bê bằng nhựa. Thì nó gọi là cái con lạc đà. Tức là cứ đặt nó bên này thì nó vẫn đứng lên, ngã nó ở bên này nó vẫn đứng dậy, nó ngã bên kia nó vẫn đứng dậy. Hình ảnh của con lạc đà làm cho Ama nhớ cũng giống như cuộc đời của Thánh Augustino, ngã lên ngã xuống nhưng vẫn biết đứng dậy để trở về với Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để dẫu rằng chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta là những con người yếu đuối, nhưng mà tin rằng Chúa thương chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, để chúng ta luôn luôn sám hối và chúng ta trở về với Chúa, để chúng ta được ơn cứu độ. Và không may có thể trong chúng ta có những người làm thánh đâu ai nói trước được đâu, như ông Augustino mà còn làm thánh được thì chắc có lẽ chúng ta cũng làm thánh được nếu như chúng ta biết quay về với Chúa. Thank you.
Oh,
Bình đồng ý mơ chơ ý mơ ý prang mơ hờ ý prang chạp bài mơ lệnh bàn này. Kênh cơ bình cơ ý, trọng cơ ý prang lệnh cơ ý mơ. Tui tổ ca ngạc ý hàng thân qua mơ chơ cơ cư mơ đi khởi tế ý. Ơ à mà. Bình đồng ý tổ quang mơ ý prang mơ trang ý phơ mơ hức áp định bàn bình đồng ý chinh. Tha sa tâm bình đồng ý phơ mức mức rộng hăng rơi rạc mô đi tổ. Ơ à mà. ก็มีเอิ้นปองกับคุณจึงมายังนี้ตกปาปาปาตะนะเจอนี้ด้วยแห่งปราบจอกเช่นอะไรครับครับโดยผู้สร้างความต้องโตโอ้อโกจึงคุณเอ่ยพระศิโกตําโตจึงคุณจึงดับอีกเมื่อเอ่ยอะไรเสียวทั้งอันนี้เป็นจริงโอ้มาความคุณจึงมายัง ระเกอมันนี่อามันอ่ะเฮตอประมาณกระดิ่งกระดิ่งอันใดอันใดจะยอมรีโซมีกระมังปลักกระดิ่งต่างๆจากกระมังเกอร์เรนเตอร์อยากมีอามันเป็นชายรับชวนมีกระมังอันนี้เป็นจุดยุดตัวประมาณเบื้องบนกระดาษมีอย่างนี้ระเกอมีปัจจัยมันกระดิ่งอันนี้มันมีกระมังประเกอมีกระมังตุยยุดรับตอมหันตะลึงระดิ่งตอมลาบรับตอมมาเรีย จังเฮจังเฮจีเฮจังเฮจังเฮจังโมยังเตยจอดเซ็ตกับอิมรามดีโกโกโมดีตุยทั้งอันนี้เป็นดีโกมายังมึงตุ้มตาครางเราเท่าเท่าติ๊กเจอร์ปราณีขับอามันจังเกินเกินเบอร์เบอร์ให้ทั้งบริงเตอร์เกิดอีกแรงมึงอะไรยิ่งมีโชว์กว่า Grand way you go from from you go among you go among men who are hanging on the tree. Quiet and day, O Amaja, a little Sarah from Mosha, a day, rooted to the royal arm. Do you know why you have to go and you know why you have to come in that you have to be doing an A? Oh!
Oh.
Giờ ta quay chơi riêng vĩ đại nhé. Yeah, you'd be in the middle.